Cùng với công bố sau kê hơn 12.000 trang số tiền ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục đăng tải 2009 trang sau kê tiền ủng hộ thông qua tài khoản Ngân hàng Vietinbank CT1111 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đã đăng ký và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Thông qua ban vận động cứu trợ Trung ương, bảng sau kê lần này được cập nhật đầy đủ gồm 5 mục thông tin gồm số thứ tự, thời gian giao dịch, mô tả giao dịch, số tiền và tên đối ứng của người ủng hộ. Theo bản đăng tải dài đến 2009 trang, tính đến 23 giờ 11 phút ngày 12 tháng 9, đã có 60.490 lượt chuyển khoản của các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản Việt Banh của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Đáng chú ý là bằng sau kê lần này rất hiếm số tiền ủng hộ dưới 10.000 đồng. Phần lớn số tiền ủng hộ từ dưới 50.000 đến 100.000 đồng đến vài triệu đồng. Ngoài ra, cũng có một số người đơn vị ủng hộ vài chục triệu đến một tỷ đồng công khai để toàn xã hội nhân dân cùng giám sát. Trước đó vào ngày 13 tháng 9, khi tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, đơn vị đã công bố bước đầu bàn sau kê danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tài khoản ngân hàng của Vietcombank từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 cho toàn xã hội nhân dân cùng giám sát. Với tinh thần công khai minh bạch, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục công bố bản sau kê danh sách chuyển khoản qua ngân hàng và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để người dân biết được tình cảm, dòng tiền mình ủng hộ được sử dụng như thế nào. Ông Cao Xuân Thảo, trưởng ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nêu rõ sắp tới việc công khai bản sau kê sẽ được cập nhật thường xuyên liên tục, đồng thời tới đây sẽ công khai toàn bộ danh sách sau kê tài khoản ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang làm việc với Bộ phận Công nghệ Thông tin và phía ngân hàng để có thể cập nhật đầy đủ thông tin về ngay giờ chuyển tiền, số tiền ủng hộ, tên tuổi cơ quan đơn vị ủng hộ, nhưng sẽ che kín thông tin về số tài khoản ngân hàng. Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 9, các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng, để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có rất nhiều cơ quan doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban vận động cứu trợ Trung ương. Ban vận động cứu trợ Trung ương đã có quyết định phân bổ và làm thủ tục chuyển tiền đến Ban cứu trợ các địa phương đợt 1 là 388,5 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại, Ban vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương ở vùng bị thiệt hại do bão lũ. Bên cạnh đó, mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn đón tiếp các cá nhân, tổ chức đến ủng hộ các ngày trong tuần không có ngày nghỉ. Cùng với đó, ban vận động cứu trợ Trung ương đã công bố bước đầu bản sao kê danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại tài khoản ngân hàng của Vietcombank từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024 cho toàn xã hội và nhân dân cùng giám sát với tinh thần công khai minh bạch, Ban cứu trợ Trung ương đang tiếp tục cập nhật và sẽ tiếp tục công bố bản sao kê danh sách chuyển khoản qua các ngân hàng và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt của các đơn vị, tổ chức cá nhân tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trân trọng cảm ơn những tấm lòng, sự sẻ chia quý giá của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến cam kết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động cứu trợ Trung ương sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật để số tiền tiếp nhận đến nhanh nhất với người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại việt nam sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá sách sẻ chia giúp đỡ về tinh thần vật chất góp phần cùng đảng nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân sau những ảnh hưởng của bão số ba Sáng ngày 13 tháng 9, đại diện Ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đang tổ chức họp và ra soát thông tin về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có rất nhiều cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đăng ký và ủng hộ thông qua Ban vận động cứu trợ Trung ương. Thống kê đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, số tiền các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 527,8 tỷ đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận đã đồng loạt phát động kêu gọi lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thiết thực tham gia ủng hộ. Đến nay, các cơ quan đơn vị địa phương đã vận động lượng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Ban vận động cứu trợ Trung ương đang tiếp tục cập nhật và sẽ thông báo cụ thể danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trang fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai 12.028 trang thông tin sao kê danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ những giao dịch vài nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng. Danh sách được thống kê chi tiết về ngay chuyển tiền, số tiền chuyển cũng như nội dung giao dịch của người dân, tổ chức doanh nghiệp. Danh sách ủng hộ sẽ tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cập nhật, công khai sau kê trong thời gian tới. Trưa ngày 12 tháng 9, ngồi trong lớp ghép 5 tuổi, thuộc điểm trường thôn làng nổ, lần dở từng chiếc khăn tay, đôi dép, lý lịch nhập học của các cháu từ 4 tới 5 tuổi. Cô Hoàng Thị Nợ, sinh năm 1988, là giáo viên trường mầm non số 1 Phúc Khánh cho biết, cơn lũ dữ kinh hoàng đã làm 10 trên 36 cháu của điểm trường tử vong, mất tích bị thương, trong đó nhiều cháu thuộc lớp ghép 5 tuổi. Sau 3 ngày tìm kiếm, tới nay các lực lượng chức năng mới tìm thấy 8 cháu tử vong, một cháu bé 3 tuổi bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và vẫn còn một cháu mất tích. Cô nợ nghẹn ngào, các cháu còn rất nhỏ, có cháu chỉ mới có 2 tuổi, mấy ngày qua tôi không thể nào ăn ngủ được khi nghĩ đến lúc tìm thấy thi thể các cháu. Có cháu còn nguyên vẹn, nhưng có cháu thì không, thật sự là quá đau lòng, Cô nữ chia sẻ, cô và các cô giáo đều không thể ngờ, chỉ vài ngày sau khi khai giảng, những đồ vật được các con yêu thích lại trở thành những kỷ vật cuối cùng. Nhớ lại sáng sớm ngày 10 tháng 9, nghe tin cơn lũ dữ đã quét sạch gần cả thôn làng nổ, tay chân cứ run cầm cập, rụng rời, nhưng cô nữ vẫn không dám tin đó là sự thật thời điểm đó điện thoại không có sóng không liên lạc được với ai nên cô vội vã chạy ra hiện trường cùng bà con dân bản còn sống sót và lực lượng chức năng với hy vọng mong manh là tìm cứu được một người nào đó cô nữ nói nhưng đến nơi tất cả chỉ là một bãi đất bị san phẳng nước lũ kèm bùn đất chảy cuồn cuộn cảm giác hoang mang đau thương không gì diễn tả được chúng tôi cố gắng tìm thấy một cánh tay giơ lên cầu cứu nhưng không có Thương nhất là khi bắt gặp một cháu bé đang ngồi trên tét nước, bị lũ quét cuốn đi mà bất lực không cứu được. Mọi người chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn. Cô nữ nhắc lại. Ông Sầm Văn Bóng là người dân thôn làng nổ cũng cho biết, thời điểm đó chính ông là người phát hiện một cháu bé trèo lên tét nước khi lũ quét xảy ra. Lúc đó nước lũ cuốn rất mạnh, cháu bé trèo lên tét nước nhưng lại ở gần khu vực gầm cầu. Nước cuốn mạnh đã làm tét nước cùng với cháu thụt vào gầm cầu nên chúng tôi đành bất lực, không thể làm gì được. Ông bóng kể lại. Theo cô giáo nữ, đa phần các cháu ở thôn Làng Nổ đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn nhưng lại rất thiếu học, thích học. Cô nữ nghẹn ngào nói, các cháu rất thích đi học, học đầy đủ và luôn mong chờ đến thứ sáu để được nhận phiếu bé ngoan. Cũng là người làng Nổ và về điểm trường này gắn bó với các gia đình nhiều năm qua, cô nữ nhớ từng tên, tính cách, sở thích của học sinh và nhớ từng cháu ngồi ở đâu, ngủ chỗ nào. Cô kể, nhiều bạn rất ngoan ngoãn hiếu động hay cười, nhất là bạn Hoàng Phúc lờ 4 tuổi, ăn cơm rất ngoan, nhanh sạch, mỗi khi cô giáo trêu là bạn lờ đẹp trai thế, lại còn cười tủm tỉm. Hay là bạn Nông Hoài nờ 5 tuổi, rất thích sưu tập siêu nhân, thích mặc áo cờ đỏ sao vàng, lúc nào cũng bảo con thích mặc áo cờ đỏ sao vàng. Trong lớp, biểu tượng khăn của con cũng là cờ đỏ sao vàng. Cô nữ kể, con nói con yêu Việt Nam nên con chọn khăn có biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần ăn cơm xong, con đều lấy đúng khăn của mình để rửa mặt và cốc sử dụng. Rồi bạn Ca ăn chậm, không thích ăn trứng, xong rất gần gũi hay hỏi là cô giáo đang làm cái gì đấy. Biểu tượng khăn của Ca là chọn cây nấm vì cây nấm đẹp, bạn cũng thích ăn nấm nữa. Hay bạn Quy 4 tuổi, kiêng dòng họ Đỗ Đậu nhưng có ước mơ lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Cô nữ nói trong nước mắt biểu tượng khăn của con là xe đạp và con mong là muốn sau này lên lớp 1 được mẹ cho mua xe đạp để hai anh em đèo nhau đi học. Nhưng giờ cả mẹ, quy và anh trai đã bị nước lũ cuốn trôi tử vong, chỉ còn lại chiếc khăn, bộ hồ sơ, gối, thìa, bát, cốc ở lớp mầm non. Sang quá trưa ngày 12 tháng 9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 quân khu 2 Bộ Quốc phòng cùng lực lượng công an và dân quân tiếp tục ra khu vực hiện trường vụ lũ quét sạt lở kinh hoàng ở thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để tìm kiếm những người mất tích. Đến chiều nay, trời đã hừng nắng, nước trên con suối chảy qua thôn Làng Nổ đã rút sâu, giấy đống đổ nát, lực lượng chức năng khẩn trương lội dưới bùn sâu, sụp tìm từng gốc cây ngọn cỏ để tìm kiếm nạn nhân trên bờ rất nhiều người thân làng xóm của những người mất tích đứng ngóng chờ tiếng khóc than vang vọng khắp núi rừng khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt thất thểu chạy ra từ thị trấn phố đàng trung tâm huyện bảo yên tới làng nổ bà nguyễn thị mẫn bật khóc khi nhìn thấy ngôi nhà của đứa cháu ruột là hoàng văn sứ đã bị sàn phẳng bà cũng không biết ai còn ai mất bà mẫn nghẹn ngào ngoài thị trấn nhà tôi cũng bị ngập lụt hay tin làng nổ gặp nạn mà không thể vào được nay tôi mới vào tới nơi thì tất cả đã không còn gì Nhà thằng cháu tôi có tận 5 người, giờ không rõ là ai còn ai mất. Gia đình ông Sầm Văn Bóng có 7 người, sau trận sạt lở đất kinh hoàng hôm 10 tháng 9, gia đình ông chỉ còn có hai người còn sống. Ông nói, nhiều người chết và mất tích quá, gia đình ông cũng như là anh em họ hàng có rất nhiều người bị lũ cuốn. Gia đình tôi chết 5 người, còn anh em họ hàng chết nhiều, nhưng giờ cũng không biết cụ thể con số. Đau thương lắm, ông Bóng mắt đỏ hoe, hướng mắt nhìn ra làng nổ, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Đến 15 giờ chiều ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm được 8 thi thể, nâng tổng số nạn nhân chết trong trận lũ quét kinh hoàng lên 44 người, số người mất tích hiện còn 51 người. Suốt quá trình tìm kiếm, mỗi khi lực lượng chức năng tìm kiếm thêm được một thi thể, những cỗ quan tài chất đống trước nhà văn hóa thôn làng nổ lại vơi đi, điều đó đồng nghĩa cơ hội sống sót của những người mất tích càng nhỏ lại. Ông Hoàng Văn Diệp là trưởng thôn làng nổ không tin có ngày người dân trong thôn bản lại gặp một tai họa lớn đến như thế. Trong tâm trí, ông không ngờ núi con voi bao đời che chở bảo vệ cho bao thế hệ người dân làng nổ và cũng là nơi cung cấp nguồn nước làm nên cánh đồng lúa chủ phú bên dưới, nay lại nổi cơn thịnh nộ khiến cả thôn chìm trong tang tóc đau thương trực tiếp tham gia chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường, ông Trịnh Xuân Trường, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai không thể tin một ngôi làng vốn rất bình yên lại có thể xảy ra một thảm họa kinh hoàng đến như thế. Cũng trong sáng ngày 12 tháng 9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp thị sát khu vực xảy ra lũ quét sạt lở đất để thăm hỏi động viên nhân dân, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn ông trần cầm tú ghi nhận biểu dương sự nỗ lực và sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng trong việc tìm kiếm cứu nạn nhân vụ lũ quét ở thôn làng nổ chia sẻ với bà con và địa phương về các thiệt hại mất mát rất lớn đang diễn ra đồng thời ông đề nghị chính quyền các tổ chức chính trị xã hội tập trung cao độ khắc phục hậu quả vụ lũ quét chăm sóc cứu chữa những người bị thương chuẩn bị nhu yếu phẩm cho người dân với tinh thần không ai bị đói ăn thiếu mặc đặc biệt ông trần cầm tú lưu ý chính quyền địa phương cần tổ chức thăm hỏi động viên thực hiện tốt chính sách với những người có thân nhân gặp nạn trong vụ lũ quét sạt lở đất huy động mọi lực lượng hỗ trợ dân dựng lại nhà ở dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ quét để người dân sớm ổn định cuộc sống